Vâng, Xưởng Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy xin được giới thiệu và báo giá đến quý vị về hai chiếc kệ TV được làm bằng chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Vâng, thưa quý vị, hai chiếc kệ TV này được Mộc Nam Huy vừa hoàn thiện mộc và có được xịt lên một lớp nước để quý vị xem được cái độ bung vân của sản phẩm nhé. Đây là chiếc được làm với chiều dài 2m4, chiều cao 83 và chiều sâu là 47. Đây là mẫu chuẩn theo mẫu cột nho con sóc, được Mộc Nam Huy làm với các cái phần cánh đục tứ quý. Các phần cánh đục tứ quý là tùng cúc trúc mai và các phần cột được đục cột nho con sóc quý anh chị nhé. Đây là một trong những mẫu kệ TV được khách hàng chọn mua rất nhiều tại Mộc Nam Huy, trên kích thước chiều dài 2m4. Sản phẩm này sẽ có giá là 10,3 triệu tại Mộc Nam Huy quý anh chị nhé. Trên các mẫu này thì Mộc Nam Huy làm 3 cỡ là 2m4, 2m2 và 2m. Giá cụ thể là 10,3 triệu, 9,8 triệu và 9,3 triệu. Đây là những cái phần cánh được đục tứ quý và đục nổi rất đẹp, dàn cánh được làm cong quý anh chị nhé. Và phần diềm dưới được đục các cái chi tiết bông hồng rất là đẹp. Ngoài ra thì trong cái mẫu cột nho này, quý anh chị thích đơn giản hơn và thích nhiều vân hơn thì quý anh chị có thể chọn các phần cột nho được Mộc Nam Huy làm, đó là các phần cột làm trơn và các phần cánh để trơn để que vân quý anh chị nhé. Với các phần cánh này thì Mộc Nam Huy để trơn và que các cái phần vân ở giữa quý anh chị ạ. Ngoài ra thì các phần diềm dưới cũng vậy, được Mộc Nam Huy để nguyên để que vân để lựa ra những cái cây đẹp để làm cái phần vân này. Và mặt ván cũng vậy. Ở đây thì ba mặt lóc đỉnh được Mộc Nam Huy làm đều được lựa hết tất cả các phần vân đẹp quý anh chị nhé. Một cái kệ của nó là rất là đẹp, đến cả hai cái hông luôn. Đấy, quý chị xem này, hai cái hông ngoài được làm liền một tấm vân cũng rất là đẹp. Đây là chiếc được làm với chiều dài là 2m, chiều cao 83 và chiều sâu là 47 phân. Giá của sản phẩm này là 9,3 triệu. Hai chiếc còn nguyên mộc nguyên thô. Vâng, thì các khách hàng đang quan tâm đến hai cái sản phẩm này của Mộc Nam Huy thì hôm nay Mộc Nam Huy xin quay để cho một là chú Đức và một khách hàng nữa xem chiếc 2m4 này. Vâng, đây là chiếc sẽ có giá là 9,3 triệu và chiếc cả hai chiếc được làm bằng chất liệu gỗ hương đá hết tự nhiên 100%. Hôm nay thì Mộc Nam Huy quay sơ qua để báo giá đến quý anh chị và tất cả quý khách hàng gần xa. Các phần cánh ở trên mẫu này đều là các phần cánh cong nhé quý anh chị nhé. Các phần cánh cong, uốn cong và các cái chi tiết đục chạm thì được đục rất là sâu, rất là dày. Ngoài việc đục tứ quý thì trên các cái phần đục trơn ố vách giữa này sẽ là các cái hàng để que vân và các cái cột cũng vậy này. Quý chị có thể xem các cái phần cột này là các phần cột đặc nguyên khối bông vân rất đẹp nha quý chị nhá. Hàng ít đục chạm hơn thì sẽ là hàng que vân. Vâng, xin được cảm ơn quý chị đã theo dõi clip này của Xưởng Gỗ Mộc Nam Huy. Một trong những mẫu kệ được bán chạy nhất thì đó là mẫu cột nho con sóc này của Mộc Nam Huy. Bởi vì những cái mẫu này thì nó phù hợp hơn cho hầu hết tất cả các cái bộ ghế mà quý anh chị có thể xếp nhá. Và cũng là một cái mẫu có thể nói là được bán rất là chạy ở trên thị trường nói chung và tại Mộc Nam Huy nói riêng. Vâng, rất là đẹp. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các clip tiếp theo của Mộc Nam Huy.